Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 13. Năm thứ 18 đời vua Jeroboam, Abia lên ngôi làm vua Juda. Người cai trị 3 năm tại Jerusalem. Tên mẹ người là Mikaya, con gái của Urien ở Gibea. Abia và Jeroboam đánh giặc với nhau. Abia ra trận với một đạo chiến sĩ, 40 vạn người kén chọn. Còn Jeroboam dàn trận đối với người, có 80 vạn người kén chọn, là lính chiến mạnh dạn. Abia đứng trên núi Semaraim trong miền núi Ephraim mà nói rằng: Hỡi Jeroboam và cả Israel khá nghe, bởi sự giao ước bằng muối, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã ban nước Israel cho David và cho các con trai người đến đời đời. Các ngươi há chẳng biết sao? Dẫu vậy, Jeroboam con trai Nebat, tôi tớ của Salomon là con trai của David, bèn trỗi dậy phản nghịch cùng chúa mình. Những kẻ du đảng, đồ phàm hèn đều hiệp lại theo người. Chúng nó tự làm mình ra mạnh nghịch với Roboam con trai của Salomon. Còn Roboam thì trẻ tuổi nhát gan, không chống cự nổi chúng nó. Vậy bây giờ, các ngươi tưởng rằng các ngươi sẽ chống cự nổi nước của Đức Giê-hô-va đã ban cho các con trai của David. Các ngươi một đoàn đông lớn, có đem theo bò con vàng mà Jeroboam đã đúc làm thần của các ngươi. Các ngươi há chẳng có đuổi những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va là con cháu A-rôn và người Lê-vi sao? Các ngươi có theo phong tục của các dân ngoại mà lập lấy những thầy tế lễ cho mình. Phàm ai đến, đem một con bò đực tơ và 7 con chiên đực đặng dân làm lễ thì được làm thầy tế lễ của những thần hư không. Nhưng về phần chúng ta, Giê-hô-va vẫn là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta chẳng có lìa bỏ Ngài. Những thầy tế lễ là con cháu của A-rôn đều phục sự Đức Giê-hô-va, và các người Lê-vi giữ phần việc của họ. Mỗi buổi sớm mai và buổi chiều, chúng xông của lễ thiêu và thuốc thơm cho Đức Giê-hô-va. Chúng cũng sắp bánh trần thiết trên bàn sạch sẽ, thắp các đèn của chân đèn vàng để nó cháy mỗi buổi chiều tối, vì chúng ta vâng giữ làm theo mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Còn các ngươi lại bỏ đi. Này, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, làm đầu chúng ta, và những thầy tế lễ của Ngài cầm những kèn tiếng vang đặng thổi lên nghịch cùng các ngươi. Hỡi con cái Israel, chớ tranh chiến cùng Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, vì chẳng thắng được đâu. Nhưng Jeroboam truyền binh phục, đi vòng đặng đến phía sau chúng. Vậy quân Israel ở đằng trước quân Juda, còn binh phục ở đằng sau. Juda xây ngó lại, kìa, giặc đã có phía trước và phía sau, bèn kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va và những thầy tế lễ thổi kèn. Bây giờ người Juda kêu la lên. Sải khi người Juda kêu la, thì Đức Giê-hô-va đánh Jeroboam và cả Israel tại trước mặt Abia và dân Juda. Dân Israel chạy trốn trước mặt dân Juda, và Đức Chúa Trời phó chúng nó vào tay dân Juda. Abia và quân lính người làm cho chúng bị thua trận cả thể. Có 50 vạn tinh binh của Israel bị thương ngã chết. Như vậy trong lúc ấy, dân Israel bị sỉ nhục, còn dân Juda được thắng hơn, vì chúng nhờ cậy nơi Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Abia đuổi theo Jeroboam, chiếm lấy những thành là Bê-tên và các hương thôn nó, Giê-sa-na và các hương thôn nó, Ép-rôn và các hương thôn nó. Trong lúc Abia còn sống, Jeroboam chẳng được cường thạnh lại. Đức Giê-hô-va hành hại người thì người chết. Còn Abia được cường thạnh, cưới 14 người vợ, sanh được 22 con trai và 16 con gái. Các công sự khác của Abia, những việc làm và lời nói của người, đều chép trong sách truyện của tiên tri Ido. Chương 14. Abia
an giấc cùng tổ phụ mình và người ta chôn người trong thành David. Asa, con trai người cai trị thế cho người. Trong đời người, xứ được hòa bình 10 năm. Asa làm điều thiện và ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người. Vì người cất bỏ các bàn thờ của thần ngoại bang và những nơi cao, đập bể các trụ thờ và đánh đổ những tượng Asera. Người khuyên Giu-đa phải tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng, cùng làm theo luật pháp và điều răn của Ngài. Người cũng trừ bỏ những nơi cao và trụ thờ mặt trời khỏi các thành của Giu-đa. Nước được bằng an trước mặt người. Người xây những thành bền vững trong đất Giu-đa, vì trong mấy năm đó xứ hòa bình không có chiến trận, bởi Đức Giê-hô-va đã ban cho người được an nghỉ. Người bảo dân Giu-đa rằng, ta hãy xây cất các thành này, đắp vách tường chung quanh, dựng tháp, làm cửa và then, đang lúc xứ hãy còn thuộc về chúng ta. Vì chúng ta có tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta có tìm được Ngài, Ngài đã ban cho chúng ta bình an bốn phía. Chúng bèn xây cất và được thành công. Asa có một đạo binh 30 vạn người Giu-đa cầm khiên và giáo và 28 vạn người Benjamin cầm thuẫn và dương cung. Hết thảy đều là người mạnh dạn. Sê-rách, người Ethiopia kéo đạo binh 100 vạn người và 300 cỗ xe ra hãm đánh người Giu-đa và đi đến Ma-rê-sa. Asa ra đón người, dàn trận tại trong trũng Sê-pha-ta gần Ma-rê-sa. Asa cầu khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà rằng, lạy Đức Giê-hô-va, trừ ra Chúa, chẳng có ai giúp đỡ người yếu thắng được người mạnh. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, xin hãy giúp đỡ chúng tôi, vì chúng tôi nương cậy nơi Chúa. Ấy là nhân danh Chúa mà chúng tôi đến đối địch cùng đoàn quân này. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi, chớ để loài người thắng hơn Chúa. Đức Giê-hô-va bèn đánh dân Ethiopia tại trước mặt dân Giu-đa và vua Asa. Quân Ethiopia chạy trốn. Asa và quân lính theo người đều đuổi chúng cho đến Gera. Quân Ethiopia ngã chết nhiều, đến đổi chẳng còn gượng lại được, vì chúng bị thua trước mặt Đức Giê-hô-va và đạo binh của Ngài. Người Giu-đa đoạt được của giặc rất nhiều, cũng hãm đánh các thành chung quanh Gera, vì sự kinh khiếp của Đức Giê-hô-va giáng trên các thành đó. Rồi quân lính Asa cướp lấy hết thảy của cải trong các thành ấy, vì trong nó có của cải rất nhiều. Lại cũng đánh phá các chuồng súc vật, bắt đem đi rất nhiều chiên và lạc đà, đoạn trở về Jerusalem. Chương 15. Thần Đức Chúa Trời cảm động Asaria, con trai của Odết, người đi ra đón Asa mà nói với người rằng, hỡi Asa, cả Giu-đa và Benjamin hãy nghe lời ta. Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào, thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng nấy. Nếu các ngươi tìm Ngài, ắt sẽ gặp Ngài được. Nếu các ngươi lìa bỏ Ngài, thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngươi. Đã lâu ngày, Israel không có Chúa thật, không có thầy tế lễ dạy dỗ, cũng chẳng có luật pháp. Song trong lúc khốn khó, chúng trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel mà tìm cầu Ngài, thì lại gặp Ngài đặng. Trong thì ấy, dân của xứ phải bị sự rối loạn nhiều, kẻ ra kẻ vào không được bằng yên. Nước này dày đạp nước kia, thành này dày đạp thành nọ, vì Đức Chúa Trời lấy đủ thứ khổ nạn làm cho chúng rối loạn. Song các ngươi hãy mạnh lòng, tay các ngươi chớ nhát sợ, vì việc các ngươi làm sẽ được phần thưởng. Khi Asa đã nghe các lời này và lời tiên tri của tiên tri Odết, thì dục lòng mạnh mẽ, bèn trừ bỏ những thần tượng gớm ghiếc khỏi cả đất Giu-đa và Benjamin, cùng khỏi các thành người đã đoạt lấy trên miền núi Ê-phra-im. Người tu bổ lại cái bàn thờ của Đức Giê-hô-va ở trước hiên cửa Đức Giê-hô-va. Người nhóm hiệp hết thảy người Giu-đa, người Benjamin và kẻ khách thuộc về chi phái Ê-phra-im, Manasse và Simeon vẫn kiêu ngủ với chúng. Vì có nhiều người Israel khi thấy rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Asa ở cùng người thì đều về đằng người. Tháng 3 năm 15 đời Asa,
chúng nhóm hiệp tại Jerusalem. Nhằm ngày ấy, họ lấy trong các súc vật mình đã đoạt được dẫn về 700 con bò đực và 7.000 con chiên mà tế lễ Đức Giê-hô-va. Chúng toan ước nhau hết lòng hết ý tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Và hễ ai không tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel thì sẽ bị xử tử, vô luận nhỏ hay lớn, nam hay nữ. Chúng cất tiếng lớn mà thề cùng Đức Giê-hô-va, reo mừng, thổi kèn, thổi còi. Cả Giu-đa đều vui mừng về lời thề ấy, vì chúng hết lòng mà phát thề và hết ý tìm cầu Đức Giê-hô-va, rồi chúng tìm gặp Ngài đặng. Đức Giê-hô-va bèn ban cho chúng được bình an bốn phía. Vả lại vì Ma-a-ca, mẹ vua A-sa, đã làm một hình tượng gớm ghê cho thần A-sê-ra, nên vua A-sa lột chức thái hậu của bà, đánh đổ hình tượng ấy và nghiền nát đi, rồi thiêu đốt trong trũng Xết-rôn. Song các nơi cao không phá dỡ khỏi Israel. Dù vậy, lòng A-sa vẫn trọn lành cả đời người. Người đem vào đền của Đức Giê-hô-va các vật thánh của cha người và những vật mà chính mình người đã biệt riêng ra thánh, hoặc vàng, hoặc bạc, hay là những khí dụng, chẳng có giặc giả cho đến năm thứ 35 đời A-sa. Thi Thiên 143. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe sự nài xin của tôi. Nhân sự thành tín và sự công bình Chúa, xin hãy đáp lại tôi. Xin chớ đoán xét kẻ tôi tới Chúa, vì trước mặt Chúa chẳng người sống nào được xưng là công bình. Kẻ thù nghịch đã đuổi theo linh hồn tôi, giày đạp mạng sống tôi dưới đất. Nó làm cho tôi phải ở nơi tối tăm, khác nào kẻ đã chết từ lâu rồi. Vì vậy, thần linh tôi nao sờn, tấm lòng sầu não trong mình tôi. Tôi nhớ lại các ngày xưa, tưởng đến mọi việc Chúa đã làm và suy gẫm công việc của tay Chúa. Tôi giơ tay lên hướng về Chúa, lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy. Đức Giê-hô-va ơi, xin mau mau đáp lời tôi. Thần linh tôi nao sờn, xin chớ giấu mặt Chúa cùng tôi, e tôi giống như kẻ xuống huyệt chăng? Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa. Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch. Tôi chạy nương náu mình nơi Ngài. Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Nguyện thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì cớ danh Ngài, xin hãy làm cho tôi được sống. Nhờ sự công bình Ngài, xin hãy rút linh hồn tôi khỏi gian truân. Nhờ sự nhân từ Chúa, xin hãy diệt hết kẻ thù nghịch tôi và hủy hoại những kẻ hà hiếp tôi, vì tôi là kẻ tôi tớ Chúa. Chương 19. Đức Chúa Giê-xu phán lời ấy xong rồi thì từ xứ Ga-li-lê mà đi đến bờ cõi xứ Giu-đê bên kia sông Giô-đanh. Có nhiều đoàn dân đông theo Ngài và Ngài chữa lành các kẻ bệnh ở đó. Người Pha-ri-si bèn đến gần để thử Ngài mà rằng: không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng: các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ và có phán rằng: vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Họ lại hỏi Ngài rằng: vậy chứ sao Môi-se đã dạy lập tờ để đặng để vợ đi? Ngài phán rằng: vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép để vợ, nhưng lúc ban đầu không có như vậy đâu. Và ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình và cưới vợ khác thì người ấy phạm tội tà dâm. Và hễ ai cưới người bị để thì phạm tội ngoại tình. Môn đồ thưa rằng: nếu phận người nam phải xử với vợ mình như vậy thì thà không cưới vợ là hơn. Ngài đáp rằng: chẳng phải mọi người đều có thể lãnh được lời này, chỉ người sẵn có ban cho như vậy mà thôi. Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ, có người hoạn vì tay người ta, và có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy
thì hãy lãnh lấy. Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó. Môn đồ quở trách những người đem đến. Song Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ngài bèn đặt tay trên chúng nó, rồi từ đó mà đi. Này, có một người đến hỏi Ngài rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn. Người hỏi: Những điều răn gì? Đức Chúa Giêsu phán rằng: Những điều này: đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng ăn trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy thảo kính cha mẹ và hãy yêu kẻ lân cận như mình. Người trẻ đó thưa rằng: Tôi đã giữ đủ các điều này, còn thiếu chi cho tôi nữa? Đức Chúa Giêsu phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời. Rồi hãy đến mà theo ta. Nhưng khi người trẻ nghe xong lời này thì đi, bộ buồn bực, vì chàng có của cải nhiều lắm. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ nghe lời ấy thì lấy làm lạ lắm mà nói rằng: Vậy thì ai được rỗi? Đức Chúa Giêsu ngó môn đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu. Chương 20. Vả nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình. Khi người chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày một denier, thì sai họ vào vườn nho mình. Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ thì nói cùng họ rằng: Các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải cho. Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra cũng làm như vậy. Ước chừng giờ thứ 11, chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ thì hỏi rằng: Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? Họ trả lời rằng: Vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu. Những người làm công mướn từ giờ thứ 11 đến, lãnh mỗi người được một denier. Rồi tới phiên những người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn, song họ cũng lãnh mỗi người một denier. Khi lãnh rồi, lầm bầm cùng chủ nhà mà rằng: Những người rốt ấy chỉ là một giờ, mà chủ đãi cũng như chúng tôi là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và gian nắng. Song chủ trả lời cho một người trong bọn rằng: Bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu. Ngươi há chẳng đã định với ta một denier sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi. Ta muốn trả cho kẻ rốt này bằng như đã trả cho ngươi vậy. Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu, và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy. Trong khi Đức Chúa Giêsu đi lên thành Jerusalem, Ngài đem riêng theo 12 môn đồ, dọc đường phán cùng họ rằng: Này,
chúng ta đi lên thành Jerusalem và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Bây giờ có mẹ của các con trai Cbede cùng các con mình đến gần Đức Chúa Giêsu lạy Ngài đặng hỏi một chuyện. Ngài phán rằng: Ngươi muốn chi? Thưa rằng: Xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả ở trong nước Ngài. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Các ngươi không hiểu điều của mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng: Chúng tôi uống được. Ngài phán rằng: Thật, các ngươi sẽ uống chén ta, nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta thì chẳng phải tự ta cho được, ấy là cho những người nào mà cha ta đã sửa soạn cho. 10 môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi đến mà phán rằng: Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, có người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Đang khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ ra khỏi thành Jericho thì có một đoàn dân đông theo Ngài. Này, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Giêsu qua đó thì kêu lên rằng: Lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Chúng rầy hai người ấy, bảo nín đi. Nhưng họ kêu lớn hơn nữa rằng: Lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Đức Chúa Giêsu dừng lại, gọi hai người mù đến mà phán rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra. Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ. Tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.